Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận về sự tiện lợi của việc sử dụng túi ni lông bao bì để chứa đựng hàng hóa. Từ việc mua mớ rau con cá ngoài chợ, đến việc đi tham quan, du lịch, công tác xa, học hành, mang theo nhiều hành lý thì tất thảy đều cần túi ni lông. Tuy nhiên thì việc lạm dụng túi ni lông hiện đang ở mức báo động. Tác hại của túi ni lông đối với sức khỏe con người cũng như những ảnh hưởng tới cảnh quan và ô nhiễm môi trường thì đều đã thấy rõ. Nhận thức rõ được điều này thì đã có nhiều tổ chức, đoàn thể và nhiều gia đình ở tỉnh ta phát động phong trào không sử dụng túi ni lông. Tuy nhiên thì phong trào này vẫn chưa thực sự được nhân rộng. Vậy phải làm như thế nào để nhân rộng phong trào không sử dụng túi ni lông? Trước thực trạng này thì mục cùng bàn luận của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được đề cập tới nội dung trên thông qua chủ đề nhân rộng phong trào không sử dụng túi ni lông. Và tới tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Đức Lành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường. Xin trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Mỹ Hào. Và vị khách thứ ba của chúng ta ngày hôm nay là bà Đỗ Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Trước khi bước vào nội dung chính hôm nay thì xin mời các vị khách cũng như là quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn do nhóm phóng viên của chương trình thực hiện. Ô nhiễm trắng là cách mà các chuyên gia môi trường đang nói về sự lạm dụng túi ni lông hiện nay. Với người dân, thảm họa môi trường từ túi ni lông không phải chuyện bây giờ mới biết, nhưng họ vẫn vô tư sử dụng. Chẳng biết từ bao giờ, túi ni lông đã len vào cuộc sống hiện đại, thay thế cho những lá chuối, lá sen, lá rong và các loại lá gói truyền thống của người Việt xưa. Một thời người ta còn coi nó là thứ tiện dụng, một sản phẩm của xã hội văn minh, và từ đấy, túi ni lông ngập tràn các chợ, siêu thị và hệ thống bán lẻ. Từ chị bán hàng rong đến người bán quà sáng, góc phố cũng chữ cho mình một xếp túi ni lông để gói hàng cho khách. Hết chu trình đó, túi ni lông lại được thải ra, tràn ngập ngoài bãi rác, vương vãi khắp các hệ thống kênh rạch mương máng, bị vùi dưới đất sâu rồi phải đến hàng trăm năm sau mới có thể phân hủy hết. Tắc nghẽn cống rãnh, ngập lụt xói mòn đất, thay hóa đất đai, ứ đọng nước thải, hạn chế sự phát triển của cây trồng, đặc biệt có thể gây ung thư, gây độc cho con người. Đây là những tác hại mà túi ni lông gây ra cho môi trường sinh thái do việc sử dụng và phân hủy túi ni lông ở nhiệt độ cao. Từ nhận thức đến việc nâng lên thành chính sách còn một khoảng cách quá xa. Cũng đã có nhiều nhà khoa học lên tiếng về mối hiểm họa này, nhưng đến nay, trong hệ thống các văn bản pháp lý của Việt Nam, chưa có quy định nào quy định việc cấm hay hạn chế sử dụng túi ni lông trong đời sống. Các địa phương cũng chưa tổ chức được việc tái chế túi ni lông, nên phó mặc cho những cơ sở thủ công với công nghệ lạc hậu không hợp vệ sinh. Nguy hại hơn là người dân vẫn vô tư sử dụng túi ni lông, mặc cho tác hại của túi đựng này đến sức khỏe và gây ô nhiễm môi trường. Vâng ạ, thưa các vị khách mời, qua phóng sự vừa rồi cũng như là từ thực tế cuộc sống thì phần nào các vị khách cũng đã thấy được mặt trái và tác hại của túi ni lông đối với cảnh quan thiên nhiên và môi trường. Trước tiên thì xin được hỏi ông Lê Đức Lành, dưới góc độ chuyên môn của mình thì theo ông túi ni lông có những tác hại như thế nào đối với môi trường ạ? Vấn đề ô nhiễm túi ni lông được các chuyên gia môi trường người ta gọi là cái ô nhiễm trắng. Và về cái theo các nhà khoa học thì cái túi ni lông cái này thì bản chất của cái túi ni lông ấy, cái nó làm từ cái nguyên vật liệu chính là cái tên hóa học của nó là PTE, thì bản chất của nó thì cũng không độc hại nhiều, nhưng mà trong quá trình sản xuất các cái loại túi ni lông theo nhu cầu thị trường và theo như nhu cầu của các cái khác nhau của việc bao gói thì người ta sử dụng các cái chất phụ gia để tăng cái tính dẻo mềm rồi là dai của cái túi ni lông, thì các cái chất phụ gia này có cái tính năng rất là độc hại. Theo như thống kê của chúng tôi thì năm 2010 thì trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thì mỗi một ngày đêm là xả thải khoảng 940 tấn rác thải sinh hoạt. Thì trong cái lượng rác thải thì nó riêng rác thải là túi ni lông thì nó chiếm khoảng 10 đến 15%. Nghĩa là mỗi một ngày đêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chúng ta xả thải khoảng trên 10 tấn túi ni lông đến năm 2010. Và theo như kịch bản như vậy thì chúng tôi tính toán ra thì đến năm 2015 thì lượng rác thải trên địa bàn tỉnh xả thải ra khoảng 1.017 tấn rác thải sinh hoạt, tương đương với lượng rác thải túi ni lông khoảng trên 15 tấn.
thì cái một phần là được thu gom chôn lấp và vệ sinh, một phần thì được tái thu gom tái chế, thì cái lượng này nó ít, còn lại là vẫn là xả thải ra ngoài môi trường vô ý thức, như chúng tôi vừa đề cập là cái sự vương vãi cũng như là gây độc hại với môi trường. Thế còn cái tỷ lệ thu gom rác thải hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Nghiên chỉ mới đạt được 50-60%. Vậy là những cái con số cũng như là những vấn đề mà ông nêu ra thực sự là vấn đề đáng ngại. Thưa bà Thúy, từ thực tế địa phương mình thì theo bà thì cái thực trạng sử dụng túi ni lông ở địa phương đang ở mức độ như thế nào ạ? Có thể theo đánh giá, có thể thấy là cũng như là xem các phóng sự, có thể thấy là một người đi chợ mua hàng hóa có thể là sử dụng từ 5-7 túi ni lông, và cứ như vậy thì cái khối lượng túi ni lông xả thải ra môi trường hàng ngày rất là nhiều. Thế và cũng có thể có những người đi mua chỉ cần một suất cơm ăn thôi, nhưng mà có thể thấy là có thể sử dụng tới hàng chục túi ni lông. Như vậy cái số lượng mà túi ni lông xả ra môi trường hàng ngày thì có thể những cái phần mà thu gom được thì có thể là có thể xử lý được, nhưng còn lại những cái lượng túi ni lông mà bị không kiểm soát nổi mà bị rơi vãi ra ở môi trường thì đấy là một cái ảnh hưởng rất là lớn đối với môi trường cũng như là sức khỏe của con người. Còn bà Đỗ Thị Kim Anh, bà thấy sao về cái việc lợi bất cập hại từ việc sử dụng túi ni lông ạ? Ngày xưa đối với các bà, các mẹ của chúng ta là đi chợ là thường có mang những cái làn hoặc là những cái rổ với giá, một cái thúng để đi mua. Thế và khi mua những cái thực phẩm thì còn thường gói bằng những lá sen hoặc lá chuối, lá rong và để mỗi một loại một góc. Thế nhưng mà đến bây giờ thì ngày nay là cái xã hội nó tiến lên thì tôi thấy là cái nền công nghiệp cũng như là các cái nghề tiểu thủ công nghiệp và đặc biệt là cơ sở sản xuất túi ni lông thì phát triển rất là mạnh. Thế và cái giá thành của cái túi ni lông thì lại rất là rẻ. Thế cho nên là các cái cửa hàng cũng như là các cái nhà bán, nhà kinh doanh và những người bán buôn bán lẻ ngoài chợ thì người ta cũng thường là sử dụng cái túi ni lông để gói hàng cho khách hàng mang về. Thế và một cái việc nữa là cái lượng rác thải của túi ni lông là tôi thấy là hàng ngày thải ra rất là nhiều. Thế và cái khi cái lượng rác thải đấy thải ra nhiều thì sẽ bất cập đến cái vấn đề thu gom rác thải, và cũng đương nhiên là nó sẽ tốn kém rất là nhiều về công sức lao động của những cái người thu gom và cái xử lý rác thải. Vâng ạ, như vậy là qua ý kiến của các vị khách mời thì chúng ta đều nhận thức được là tác hại của túi ni lông. Vậy tại sao người dân lại vẫn quen sử dụng túi ni lông để chứa đựng hàng hóa mà không dùng các cái vận dụng khác? Phải chăng là do thói quen hay là còn do nguyên nhân nào khác thưa bà Thúy ạ? Chủ yếu là do thói quen của người dân. Bởi vì người ta đi mua hàng có thể không cần phải mang túi mà có thể đến bất cứ cửa hàng nào họ cũng có thể là mua cái hàng hóa rất là tiện lợi. Thế và ở cửa hàng thì người ta cũng có sẵn các cái túi mà để cung cấp cho các khách hàng mua. Thế còn ở đây thì cũng phải nói thêm là cũng một phần là do cái nhận thức của người dân. Cái nguyên nhân nữa ở đây thì cũng có thể là nó do là cái vật dụng cũng như là cái bao bì mà cái sản nó chưa được thông dụng. Như vậy là do là túi ni lông rất là tiện lợi đối với mọi người cho nên mọi người vẫn quen sử dụng túi ni lông. Còn bà Kim Anh, thưa bà thì theo bà vấn đề này như thế nào ạ? Theo tôi thì đúng là phần lớn là cái do thói quen của người dân. Thế và cái thứ hai nữa là cái đối với công chức nhà nước thì cũng như là chị em chúng ta cũng thôi, là đi làm về thì trên đường đi làm về thì cũng có thể là tạt qua chợ để mua thức ăn cho gia đình. Thế và như những cái công chức nhà nước thì đi làm thì đương nhiên là không thể mang theo làn hoặc là những cái vật dụng khác để thay thế cho túi ni lông được. Thế và cái một cái vấn đề nữa là theo tôi thì để có một cái sản phẩm khác để thay thế cho túi ni lông thì cũng đấy là do các cái nhà doanh nghiệp và các cái cần phải nghiên cứu hoặc là sáng chế ra những cái loại túi mà đựng bằng cái chất liệu không gây ô nhiễm môi trường ấy, thì để đảm bảo cái tính tiện lợi cho cái việc đi mua sắm cho người dân. Cái thứ hai nữa là về cái quan trọng nhất là về cái giá thành. Chúng tôi được biết thì trên thị trường cũng đã có nhiều loại sản phẩm thân thiện với môi trường đã được nhiều tổ chức sản xuất và nhiều tổ chức bảo vệ môi trường thì tuyên truyền để bà con sử dụng loại túi này. Thế nhưng mà tại sao mà bà con vẫn chưa thực sự là quen sử dụng với những cái loại túi thân thiện với môi trường này? Phải chăng là như bà Kim Anh vừa nói là do giá thành còn cao, hay là do tuyên truyền còn hạn chế, hay còn nguyên nhân nào nữa thưa ông Đức Lành? Cái sản xuất túi ni lông tự phân hủy thì cái giá thành như này rất là cao.
nó có thể gấp 3 đến 4 lần và hơn thế nữa đối so với cái túi ni lông bình thường. Và một cái khó khăn nữa là cái giá thành cao như vậy và cái túi ni lông tự phân hủy thì nếu mà trong thời gian chúng ta chưa bán được hàng, trong thời gian lưu kho thì bản thân nó cũng tự phân hủy. Do vậy nó gây rất nhiều khó khăn trong vấn đề bảo quản cũng như là trong cái thiệt hại đối với doanh nghiệp khi mà cái sản phẩm bán không kịp phân phối trên thị trường. Thì đây cũng là cái những cái mà cản trở, như là chưa khuyến khích những cái nhà đi tiên phong sản xuất những cái túi ni lông tự phân hủy. Chúng ta thì cũng đã rất là chú trọng đến công tác tuyên truyền để người dân sử dụng những loại túi thân thiện với môi trường, nhưng mà để những loại túi này phổ biến để người dân sử dụng thì có lẽ là còn rất là nhiều khó khăn, có thể là do thói quen này, do vấn đề về kinh tế. Thưa bà Thúy, bà có ý kiến thêm gì về vấn đề này không ạ? Chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí là chúng ta cũng phải có cái cơ chế, phải có cái chính sách nào để làm sao cái sản phẩm túi đựng này vừa được đến với người dân và được người dân chấp nhận và đi vào cái thói quen và được mọi người chấp nhận một cách là dễ dàng. Thế còn để một cái thay đổi cái thói quen, cái hành vi đối với người dân khi thay thế vào cái việc sử dụng túi đựng bằng cái sản phẩm túi ni lông này thì tôi nghĩ công tác tuyên truyền là hết sức quan trọng. Bởi vì thông qua cái công tác tuyên truyền này thì cùng với công tác tuyên truyền thì chúng ta ngay thị trường chúng ta cũng có phải có cái sản phẩm túi đựng thay thế để làm sao người tiêu dùng người ta cảm thấy không thấy bất lợi khi mà mỗi khi đi mua hàng ở bất cứ ở đâu. Thì tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhân rộng cái mô hình, thế và đặc biệt là cũng phải cần có những cái hoạt động tuyên truyền thúc đẩy nó mạnh hơn nữa để làm sao để mọi người dân và kể cả những người bán hàng rong và những người bán ở chợ nhỏ người ta cũng có thể biết được cái sản phẩm túi đựng thân thiện với môi trường này để có thể là đưa vào sử dụng một cách thông dụng và dễ dàng. Cảm ơn bà. Vâng, thưa bà Kim Anh, ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào? Về cái nhận thức của người dân thì nó cũng chưa được thay đổi và cái công tác tuyên truyền này thì chưa được thường xuyên và liên tục. Cho nên là về cái thay đổi nhận thức và cái điều chỉnh hành vi của người dân nó được chưa được cao. Cái thứ hai nữa là về cái đối với nhà nước của chúng ta thì cũng chưa có cái quy định hoặc là cái chế tài gì phù hợp để hạn chế cái việc sản xuất và cũng như là cái việc sử dụng túi ni lông của người dân. Như vậy là qua ý kiến của các vị khách mời thì chúng ta đều thấy rằng là cái nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng quá mức túi ni lông như hiện nay là do thói quen và cũng do người dân chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của túi ni lông. Muốn làm được điều này thì cái việc quá rất là quan trọng đó chính là công tác tuyên truyền để nhằm làm thay đổi hành vi. Và minh chứng cho điều này thì xin mời các vị khách hãy cùng theo dõi phóng sự do nhóm phóng viên của chương trình thực hiện. Những hình ảnh này không có bắt gặp ở khu phố Bần, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào. Nhiều phụ nữ ở đây đều mang làn nhựa, làn cói đi chợ đựng thịt, mua rau và các loại gia vị. Còn đây là hình ảnh ở xã Song Mai, huyện Kim Động. Các chị em phụ nữ ở đây cũng có thói quen mang làn đi chợ. Thực phẩm được các chị đựng trong cặp lồng, lá chuối, lá dong, giấy báo, thay vì việc đựng trong túi ni lông. Dùng túi thì về đôi lúc thì cũng chẳng biết vứt nó đi đâu cả. Vận đầy xe rác. Thứ hai là nếu mà có xuống thì nó cũng lâu tan, lâu mòn lắm, nó không phân hủy được thì nó chả có lợi gì. Thì tôi nghĩ là thôi tốt nhất là mình dùng cái làn. Ngoài cái việc mà thực hiện đúng ra thì cũng vận động con cái mình là cái gì cần thì hãy dùng túi con ạ. Ví dụ như là có những cái khô mà có thể dùng túi được thì để nó tận dụng thì con hãy dùng. Chứ còn cái gì mà thấy nó không có ích lợi thì cũng chả nên dùng làm gì cả. Thế vì cái hại thì nó nhiều hơn là cái lợi. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền vận động người dân hạn chế việc sử dụng túi ni lông hàng ngày, các chị còn tự mình thực hiện việc nói không với túi ni lông bằng nhiều biện pháp như dùng làn nhựa, làn mây để thay thế túi ni lông khi đi chợ. Tái sử dụng các loại túi ni lông để đựng đồ khô, thu gom túi ni lông không để phát tán bừa bãi, gây ra những tác hại rất lớn cho môi trường như làm tắc nghẽn cống rãnh, kênh rạch, gây ngập úng, lẫn vào trong đất còn có thể làm chậm sự tăng trưởng của cây trồng, gây xói mòn đất. Đặc biệt, vì sử dụng túi ni lông không đúng cách sẽ gây nguy hại cho sức khỏe của con người. Những hành động cụ thể thiết thực đó đã phần nào làm giảm ô nhiễm môi trường sống của địa phương, phát động một không khí thi đua sôi nổi trong việc xây dựng, bảo vệ môi trường sống, môi trường làm việc ở các thôn xóm.
Qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là bằng công tác tuyên truyền vận động của các cấp hội phụ nữ thì đã có một số tổ chức cơ sở hội phát động được hội viên không sử dụng túi ni lông. Thưa bà Thúy, là trong phóng sự thì cũng có đề cập tới có một số cơ sở hội phụ nữ ở huyện Mỹ Hào đã phát động các cái hội viên của mình là không sử dụng túi ni lông. Vậy thì trong quá trình phát động này thì có gặp phải khó khăn gì không ạ? Và cái kết quả của cái công tác tuyên truyền vận động các cái hội viên của hội phụ nữ không sử dụng túi ni lông trên địa bàn huyện Mỹ Hào hiện nay ra sao ạ? Trước hết thì phải khẳng định rằng để thay đổi một hành vi thuộc về thói quen của người dân thì cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Cũng như trước đây chúng ta đã thấy là khi vận động tuyên truyền người dân về đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, cũng như là vận động người dân là không đốt pháo nổ, thì đấy chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với công tác tuyên truyền thì chỉ sau một thời gian thì ý thức của người dân được nâng lên, và mọi người dân rất là chấp hành rất là tốt trong cái việc mà đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy cũng như là việc không đốt pháo nổ. Thì ở đây thì đối với công tác tuyên truyền cũng như xây dựng phát động hội viên về không sử dụng túi ni lông thì bước đầu chúng tôi cũng có thấy những khó khăn, và xác định được những cái khó khăn như vậy thì chúng tôi cũng đề ra những cái giải pháp để làm sao mình khắc phục khó khăn. Thế và xây dựng mô hình phát động hội viên hưởng ứng cái phong trào phụ nữ nói không với túi ni lông, thì chúng tôi cũng xác định rằng cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn những cái cơ sở, những cái đơn vị làm sao mà gần phố, gần chợ và có cái sự giao lưu buôn bán, mua bán của khách hàng nhiều thì để công tác tuyên truyền mới đạt hiệu quả cao. Thì trên cơ sở đó chúng tôi cũng có xây dựng hai cái đơn vị, đó là đơn vị ở phố Bần và của thị trấn Bần và thôn Tháp của xã Dị Sử, là hai đơn vị là có cái chợ một cái lượng giao lưu rất là nhiều. Thế thì trong cái buổi tuyên truyền đầu tiên thì được hội viên tham gia hưởng ứng rất là tích cực, và ngay trong buổi tuyên truyền đầu tiên thì đã phát động chị em xách làn đi chợ. Và với cái hình ảnh mà chị em xách làn đi chợ mua thực phẩm, mua thức ăn thì thấy rằng là nó mang lại cái mỹ quan rất là đẹp, thể hiện cái văn hóa cũng như là cái đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Vâng, như vậy là Hội Phụ Nữ huyện Mỹ Hào đã thực hiện rất là tốt công tác tuyên truyền vận động chị em không sử dụng túi ni lông. Vâng, thế còn thưa bà Kim Anh, cái phong trào mà vận động chị em hội phụ nữ không sử dụng túi ni lông thì có được hội phụ nữ ở cấp thành phố phát động đến các cơ sở không ạ? Chúng tôi cũng thành lập được cái câu lạc bộ phụ nữ về công tác vệ sinh môi trường tại khu phố Bãi Sậy. Thế và đặc biệt là chúng tôi cũng tuyên truyền vận động được tới các bác nam giới tham gia vào cái câu lạc bộ phụ nữ về công tác vệ sinh môi trường để chúng tôi tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân. Thế và trong cái những cái buổi sinh hoạt thì chúng tôi thường xuyên là tuyên truyền những cái nội dung là đối với không sử dụng túi ni lông, về hạn chế sử dụng túi ni lông khi đi chợ. Chúng tôi cũng tổ chức cái hội thi bảo vệ môi trường của phụ nữ hưu trí, thì và cái nội dung của cái cuộc thi đấy cũng đi sâu về cái công tác bảo vệ môi trường. Thế và sau khi kết thúc hội thi thì chúng tôi cũng có một cái món quà, đó là tặng cho các đại biểu và các thí sinh dự thi. Đây là một cái sản phẩm túi không gây chất độc hại đối với môi trường, và trên cái túi ni lông này chúng tôi cũng có in những cái dòng chữ là chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp và nói không với túi ni lông. Vâng, xin được hỏi riêng bà là thế trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của gia đình thì gia đình bà có sử dụng túi ni lông không ạ? Vâng, nói về cái sử dụng túi ni lông mà nói không thì cũng không là đúng, nhưng mà đối với gia đình tôi trong cái sinh hoạt hàng ngày thì cái hạn chế mức tối đa về cái việc sử dụng túi ni lông với bản thân tôi cũng như là ông chồng là có đi chợ thì cũng như cá nhân tôi mà tôi đi chợ thì tôi vẫn mang theo làn nhựa. Thế còn đối với ông xã mà đi chợ thì đựng trực tiếp vào cái giỏ xe đạp luôn, cho nên là cũng rất là hạn chế cái sử dụng túi ni lông này. Thế còn thưa bà Thúy, trong cuộc sống hàng ngày thì gia đình bà có sử dụng túi ni lông không ạ? Bản thân tôi thì khi đi chợ thì hầu như là các cái ngày đi chợ đều mang làn. Thế và kèm theo đó là các cái vật dụng, ví dụ là nếu như là có cái cặp lồng và các hộp đựng thức ăn. Thế và nếu như các ra các cửa hàng mà mua thức ăn thì bao giờ tôi cũng bảo các chị là chị đựng vào hộp cho em. Thế hoặc là cặp lồng thì tôi mua cháo thì bao giờ tôi cũng đựng vào cặp lồng. Thế do vậy là cũng đã hạn chế rất là nhiều cái việc sử dụng túi ni lông. Thưa ông Lành, là có nhiều ý kiến cho rằng là để nhân rộng được cái phong trào còn mọi người không sử dụng túi ni lông thì ngoài hội phụ nữ thì rất là cần có sự vào cuộc của rất là nhiều tổ chức đoàn thể khác. Để theo ông thì vấn đề này là như thế nào ạ? Công tác tuyên truyền thì chúng ta cũng cần phải tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng và nhiều đối tượng cùng chung tay để giảm thiểu cái túi ni lông. Nói ví dụ như trong cái tầng lớp thanh niên chẳng hạn, là cũng là đối tượng sử dụng rất nhiều cái túi ni lông trong cái quà sinh nhật, đi picnic, đi du lịch. Đấy.
rồi trong đấy là và cũng là cái đối tượng mà có thể là các cái tuyên truyền viên rất là tích cực và cũng là những người mà có thể là dễ thay đổi. Thế là chúng ta tuyên truyền những đối tượng thanh niên thì những đối tượng rất là năng động, cũng thể dễ thay đổi. Rồi trong các cái hội như hội cựu chiến binh thì trong cái vấn đề tuyên truyền về các cái công tác bảo vệ môi trường, bởi vì trong thời gian vừa qua thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã có những cái chương trình phối hợp với đoàn thanh niên rồi hội cựu chiến binh và nhiều cái tổ chức đoàn thể khác, thì thấy rằng là cần phải có những cái chung tay của không những hội phụ nữ mà của các cái đoàn thể khác, thì cái công tác bảo vệ môi trường nói chung cũng như là cái việc mà tuyên truyền cái giảm thiểu cái việc sử dụng túi ni lông cũng đã có những cái chuyển biến tốt hơn. Vâng, như vậy là không riêng gì các chị em phụ nữ mà toàn xã hội đều phải vào cuộc để mà cùng nhân rộng cái phong trào này. Vâng, thấy thưa bà Thúy thì theo bà để nhân rộng phong trào không sử dụng túi ni lông mà thay đó là hãy sử dụng những cái túi thân thiện với môi trường để đựng thực phẩm thì theo bà cần những cái giải pháp gì ạ? Công tác tuyên truyền là hết sức quan trọng, bởi vì thông qua cái hoạt động tuyên truyền là sẽ giúp cho người dân hiểu được hơn về tác hại của túi ni lông và có những hành động thiết thực trong cái việc sử dụng túi thân thiện để đựng các loại thực phẩm cũng như là vật dụng. Thế thì tuy nhiên thì để cái phong trào đạt hiệu quả cao hơn thì thị trường cần phải đưa ra thị trường những cái sản phẩm túi đựng để làm sao để người dân có thể tiếp cận một cách rất là thông dụng và dễ dàng. Thế và đồng thời cũng nên có cái khuyến khích các nhà doanh nghiệp sản xuất ra các nhiều loại túi thân thiện hơn. Thế và theo tôi nghĩ thì cũng nên tổ chức một các cái chương trình tặng sản phẩm túi đựng đối với người dân để người dân có thể tiếp cận được và sử dụng cái này. Thế và một cái nữa mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái việc nhân rộng và xây dựng cái mô hình trong hội phụ nữ hết sức là quan trọng, bởi vì như ông Lành cũng đã nói, thực ra mà nói thì chúng ta phải xác định rằng cái đối tượng là phụ nữ là những người trực tiếp là nội trợ là chính. Thế và trong cái việc đi mua hàng hóa, đi chợ rồi mua thực phẩm thì phụ nữ lại tham gia rất là nhiều. Thế vì để cái việc mà hạn chế cái việc sử dụng túi ni lông, tiến tới không sử dụng túi ni lông, thì người phụ nữ phải cũng có cái thay đổi hành vi và tạo cho thói quen của họ, để họ nhận thức rằng là cái sử dụng các cái loại túi thân thiện là hết sức quan trọng. Thì như vậy nếu như chúng ta tập trung vào đối tượng phụ nữ thì đã giảm được cái lượng sử dụng túi ni lông rất là nhiều. Vâng, thưa bà Kim Anh, là từ thực tế cơ sở mình thì theo bà cần những yếu tố gì nữa để nhân rộng phong trào không sử dụng túi ni lông ạ? Theo cá nhân tôi thì cũng phải cần thấy một cái số yếu tố như sau. Cái thứ nhất là cần được cái sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng của các cái cấp ủy đảng, chính quyền và về các cái nguồn lực để tổ chức cái thực hiện cái phong trào bảo vệ môi trường cũng như là phong trào không sử dụng túi ni lông. Cái thứ hai là phải đòi hỏi cái sự quan tâm vào cuộc của cả cộng đồng cũng như là cả một cái hệ thống các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và cơ quan, và nhất là cái đặc biệt là trong cái công việc tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi về cái nhận thức và hành vi sử dụng túi ni lông, và chúng ta phải chỉ ra được những cái tác hại của khi sử dụng túi ni lông ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như thế nào. Thì một yếu tố nữa là chúng ta phải tăng cường cái công tác tuyên truyền và xây dựng các cái mô hình mới cho nó phù hợp, và phải thường xuyên phải đổi mới cái nội dung sinh hoạt để lôi cuốn được những người dân, người ta tham gia vào những cái mô hình và những cái câu lạc bộ đó thì mới thay đổi được cái nhận thức của người dân. Thế và một cái yếu tố cuối cùng nữa là đối với nhà nước thì cũng cần phải có những cái quy định hoặc những cái chế tài xử lý phù hợp để cái hạn chế cái việc sản xuất này, cái việc tái chế túi ni lông, và cũng để tiến tới cái dần loại bỏ cái thói quen sử dụng túi ni lông trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Thưa quý vị và các bạn, trước thực tế ô nhiễm môi trường do rác thải ngày càng nhiều và đặc biệt là ô nhiễm môi trường do túi ni lông gây lên, thì đã có những cái ý kiến cho rằng là nên chăng nhà nước sớm có biện pháp hạn chế và tiến tới cấm hoàn toàn việc sản xuất cũng như là sử dụng các bao bì, túi đựng hàng hóa bằng ni lông. Bên cạnh đó thì cũng cần phải có những cơ chế, chính sách khuyến khích việc phát triển sản xuất bao bì bằng các nguyên liệu tái chế được và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên thì những cái giải pháp thiết thực nhất chính là việc nhân rộng phong trào không sử dụng túi ni lông cũng như là những giải pháp mà các vị khách mời vừa nêu ra. Và hy vọng rằng trong thời gian tới thì việc sử dụng túi ni lông sẽ được hạn chế ở mức tối đa.
Một lần nữa thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nên nhớ không nên sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi trường.